chúa chủ ở đâu? Bộ ta vô mất bố chưa? Có con phi cơ nào dưới 4 triệu mang em ơi. Ok anh, dưới 4 triệu anh ra đây. Cậu sẽ nào? Đầu tiên em lên cho anh con Carifa X10 không nhôm bản dẹt, cọc yên bản dẹt, kim đông cô tăng nhôm. Vành trước, vành sau đều là vành nhôm hai lớp bản cao 6 phân. Đó, đùi đĩa nhôm này, 5 chấu này, xích hạt đậu nhá. Okay, đĩa CNC, cắt CNC, đĩa 48T hơn hẳn những cái con cùng phân khúc luôn. Khung bản dẹt, khung nhôm bản dẹt quá đẹp luôn. Chắc sỏ chân này. Đó, rồi tiếp sang đây, anh sang đây. Tiếp anh sang đây. Rồi, tiếp nữa, Forex B200, 3 củ. Ba củ không là không thép thôi, không thép thôi, nhưng con này nó là con sáng đẹp ấy, quốc dân rồi, có cả liếp sống cả liếp chết luôn. Anh không thích, anh đảo bánh đi như xe bình thường luôn. Ok, mua một được hai luôn. Ok anh, tiếp theo. Ok, anh xin em 7700 đúng không? Anh xin em 7700, không nhôm không mối hàn. Đó, vành trước vành sau là vành nhôm hai lớp bản cao 4 phân, xích hạt đậu, đùi đĩa nhôm 5 chấu 46T, có chan xích đĩa cực kỳ dày nhá. Ok, đó, có chan xích luôn, có hơn 3 củ một tí thôi. Có thế thôi mà không mua không ấy à. Hơn 3 củ tí thôi. Ok, nốt compact luôn. Vành trước sau bản cao 4 phân. Quá lực. Ngon luôn, có hơn 3 củ không nhôm không mối hàn. Tiếp. Ưng không anh? Ưng. Ưng không? Quá tuyệt vời. Ok, biết sao nó gần của em không? Hát thêm ai, chọn đúng không sai. Nhưng mà vẫn chưa xong, còn một con nữa. Vẫn còn à? Vẫn còn. Đây, CX3 Magic Bros CX3. Hàng hot luôn, thương hiệu đến từ thương hiệu Magic Bros thì anh em hoàn toàn yên tâm rồi nhá. Vành trước vành sau là vành nhôm hai lớp bản cao 4 phân này, xích thường thôi, đùi đĩa Magic Bros, sử dụng bộ hút của Lizard. Bộ hút của Lizard anh đi thì bao trớn bao nhanh luôn. Ok, con này thì chỉ được trang bị khung thép thôi. Khung thép nhưng mà khung đẹp ấy, khung khá là to anh ạ. Đó, to. Ok, nói chung là trong tầm tiền đấy con này thì bán lúc nào cũng là best seller rồi. Best seller luôn. Ok, bây giờ anh chọn đi, anh chọn con nào? Lỗ luôn. À, cho anh lấy con này. Anh lấy con rẻ nhất à? Lấy con này đi. Con này anh thấy là sáng đẹp này. Vợ anh mất 4 củ, anh mua 3 củ, thêm 1 củ anh làm gì? À? 1 củ anh bò chú. Ây xài, ok. Bò chú luôn. Ok, cảm ơn anh. Ok. Ok nhá. Ok.